Công Phượng chính thức gia nhập câu lạc bộ của Nhật Bản. Sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lựa chọn đến Nhật Bản và chính thức gia nhập Yokohama Fan Club, đội bóng vừa thăng hạng lên chơi J-League 1 ở mùa giải 2023. Trên trang chủ của đội bóng, Yokohama Fan Club viết, chúng tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng tiền đạo Công Phượng đã chính thức gia nhập Yokohama từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Việt Nam tiền đạo quê nghệ an cũng có những chia sẻ trong màu áo đội bóng mới tôi rất vui khi có thể gia nhập yokohama fan club đây là sự khởi đầu của một chương mới đối với tôi dù đến một giải đấu mới có những đồng đội mới và một thử thách mới nhưng chúng tôi luôn hết mình để mang lại thành công cho câu lạc bộ tôi sẽ nỗ lực hết sức trong màu áo yokohama fan club Yokohama Fan Club đứng thứ hai ở D-League 2 mùa giải 2022 và giành quyền thăng hạng lên chơi ở D-League 1 mùa giải 2023. Trước đó, đội bóng mới của Công Phượng góp mặt ở D-League 1 trong hai mùa liên tiếp là 2020, 2021 và mùa 2007. Kể từ năm 2001 đến nay, Yokohama Fan Club chủ yếu đá tại j league 2 cặp bến Yokohama Fan Club là lần xuất ngoại thứ tư của Công Phượng. Trước đó, anh khoác áo các câu lạc bộ nước ngoài như Mito HollyHock, Nhật Bản, Incheon United, Hàn Quốc và sint Bỉ. Ở mùa giải 2022, Công Phượng ghi được 5 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Trong giai đoạn cuối mùa, tiền đạo sinh năm 1995 dính chấn thương và nghỉ thi đấu liên tục anh cũng không được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách tuyển Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho AFF CUP 2022. Trước công phượng, từng có một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu cho Yokohama Fan Club là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Năm 2016, tiền vệ tuyển Việt Nam khoác áo Yokohama Fan Club chơi ở j 2 theo dạng cho mượn và trở lại đội bóng phố núi sau một mùa giải. Trên fanpage chính thức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng dẫn lời chia sẻ của công phượng khi chuẩn bị ra nước ngoài. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai viết, sau gần 15 năm gắn bó với đội bóng phố núi, công phượng đã được bầu đức cho phép rời Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo sinh năm 1995 đạt được thỏa thuận chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản, từ mùa giải 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sau khi lên đội một Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2015, tiền đạo người Nghệ An đã góp mặt trong 108 trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai ở các giải quốc nội và ghi được 38 bàn thắng. Tại đấu trường lớn nhất khu vực châu Á AFC Champions League 2022, Công Phượng đã để lại dấu ấn với hai kiến tạo trên tổng số 4 bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh những đóng góp trên sân cỏ cho Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng luôn là một cầu thủ chăm chỉ, cầu tiến và chuyên nghiệp các cầu thủ trẻ của hoàng anh gia lai luôn nhớ đến anh như là một hình mẫu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp với lối sống lành mạnh tích cực cả trong và ngoài sân cỏ công phượng tâm sự tôi xin cảm ơn chú ba đức các thầy đồng đội cùng toàn thể các thành viên câu lạc bộ đã giúp đỡ hỗ trợ công phượng trong suốt thời gian qua toàn thể các thành viên câu lạc bộ hoàng anh gia lai cảm ơn những đóng góp của công phượng chúc công phượng nhiều sức khỏe và thành công trong màu áo mới Gia Lai sẽ luôn là quê hương thứ hai của Công Phượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.